Tin mừng theo Thánh Luca. Thầy đã đến, ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem lại sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Hòa bình và chia rẽ. Chúng ta thường biết đến một Thiên Chúa nhân lành, tràn đầy tình thương cho con người, là Hoàng tử hòa bình cho nhân loại. Vậy mà hôm nay, Chúa lại nói với chúng ta, người còn mang đến cả sự chia rẽ. Đó có phải là điều nghịch lý trong lời dạy của Chúa hay không? Hẳn Thiên Chúa mãi là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Người không những dạy chúng ta yêu quý mọi người thân quen, bất hạnh, mà ngay cả kẻ thù cũng phải biết mở lòng tha thứ cho họ. Như thế, hẳn Chúa không bao giờ là một người mang gươm giáo, nhưng sứ mệnh của người luôn là trao ban tình thương, mang lại hòa bình cho nhân loại. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có thể đón nhận lời Chúa. Vẫn còn đó sự giữ tồn tại, vẫn còn đó những chia rẽ và chống đối trên thế gian này. Con người phải chọn cho mình một lối sống, sống bác ái vị tha và sẽ chia tình yêu thương, hay là sống trong hận thù và ganh ghét. Chính vì vậy, sẽ có hai thái độ chọn lựa khác nhau trong cách sống của mỗi người. Ai cũng có tự do để đưa ra quyết định của mình. Như thế, con người sẽ có sự trái ngược nhau, và điều làm cho tất cả mọi người không thể hiệp nhất được trong một ý hướng, mà sẽ có sự chống đối nhau. Thiên Chúa luôn mời gọi con người đi vào trong sự hiệp nhất với người để họ được hạnh phúc. Người không muốn bất cứ một sự chống đối nào tồn tại trên thế gian. Người luôn là một người cha nhân hậu, mở rộng vòng tay chờ đón từng đứa con của người quay trở về.